Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn trang trí một hình trái tim nhé. Đầu tiên tôi vẽ ra một hình trái tim này. Và bây giờ tôi sẽ trang trí cho bố cục hình này. Thì đầu tiên tôi sẽ vẽ một hình nào đấy để trang trí cho cái hình này. Ví dụ ở đây tôi vẽ một nhân vật. Nhân vật này có cái đầu hơi dài. Đấy. Đây là mũi này. Và đây là miệng này. Đây là hai chiếc răng này. Đấy, đây là mắt. Hai mắt bạn ấy, một mắt nhắm, mắt mở. Đó, tôi sẽ trang trí vui cho cái hình này nhé. Tiếp theo, tôi sẽ vẽ tóc. Tóc bạn ấy. Ba chỏm. Rồi, tiếp theo tôi sẽ vẽ đến một hình khác nữa. Ở đây có thể là một nhân vật khác. Bạn này thì có cái đầu hình ngang hơn. Bạn ấy chỉ nhìn thấy mỗi con mắt ở đây thôi. Đó. Đầu của cậu ta thì sẽ hơi khác một chút. Bạn bên này, tôi sẽ vẽ một bạn. Để bám ở trên vai bạn này. Hai mắt. Rất là vui nhé, tôi sẽ trang trí vui. Đó. Tiếp theo lại một nhân vật nữa ở trên này. Lần này sẽ có tóc đi vào đây. Đó, rất là vui. Bạn nhân vật này có mái tóc cong này. Rất là thú vị đúng không các bạn? Tiếp theo ở đây tôi sẽ có thể vẽ mây. À bạn này, bạn ấy hét ra lửa chẳng hạn. Đấy, đây là những ngọn lửa. Rất là thú vị. Đây sẽ là một bạn nữa.
bạn thấy có đáng yêu không? Tiếp theo ở đây, tôi sẽ vẽ một bạn rùa chẳng hạn. Rất là thú vị. Sau bạn rùa có thể sẽ là một bạn nào đấy có cái mõm dài. Đấy, rất là thú vị nhé. Và đây sẽ là một bạn nữa. Một mũi dài. Một cái gớm. Đó. Chúng ta có rất nhiều cách để vẽ trang trí cho hình trái tim. Thì ở đây tôi sẽ chỉ trang trí theo cách vẽ nhiều nhân vật. Rất nhiều nhân vật ở đây. Rất là thú vị đúng không các bạn? Đây là cái nhân vật đeo kính này. Đấy. Đeo kính. Đeo kính ngang. Mà bạn ấy không mắt mũi mồm gì cả. Chỉ mỗi cái kính thôi. Đó. Đây có thể là đám mây. Đây là bầu trời. Đó. Đây có thể là hình trái tim này. Đây có thể thêm một bạn nữa. Chúng ta có rất nhiều cách để vẽ trang trí. Các bạn cứ vẽ thoải mái nhé. Vẽ vui thôi. Đó. Bút của tôi lại hết mực mất rồi. Rồi, vậy là tôi có một hình trái tim rất là thú vị. Bây giờ tôi sẽ sửa hình, các bạn xem kết quả nhé. Đó các bạn ơi, vậy là sau khoảng hơn 10 phút tôi đã vẽ được một hình trái tim trang trí rất là thú vị ở đây. Các bạn hãy thử vẽ xem có được vui như thế này không nhé. Video hướng dẫn vẽ trang trí hình trái tim với những hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn lại các bạn trong video lần sau. À, chúng ta cứ vẽ thật thoải mái, chúng ta sẽ được ra một bức hình rất là thú vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.